răng nát hay là răng rác luôn là điều khiến cho anh em ức chế và có một lý do khiến trận đấu bị hủy và gặp phá game nhiều, đó chính là nạn trên đường. Vậy phải làm sao khi anh em chuyên đi solo đường xe ra mà bị bắt đi rừng? Trạm Game đã làm cái khảo sát với 100 bạn thích đi solo đường xe ra với cùng một câu hỏi duy nhất, đó chính là nếu bị bắt đi rừng, thay vì tranh nhau ở đường sở trường, bạn sẽ chơi tướng gì? Và đây là vị tướng được lựa chọn nhiều nhất, cùng Trạm Game lý giải ngay. Và nếu là anh em, bạn sẽ chơi tướng gì? Comment nào! Cùng coi anh em viewer yêu cầu gì nhá. Tìm mỗi em quả nick có skin VIP của Nagrod đi ơi. Ôi dồi ôi, thích Nagrod vậy cả. Ok luôn, mời anh em lên ngay shop Nagrod Lôi Quang Sứ Siêu Việt Khiếu Chiến. Yên tâm, mua tài khoản chẳng may gặp sự cố, hoàn lại tiền cho anh em một nick khác. Thứ nhất, Zuka, một cái tên khá phổ biến với anh em chuyên solo đường xe ra. Thật ra ở nhiều meta gần đây, Zuka không đóng đinh ở vai trò đi solo đường, mà phần nào đó là di chuyển vào rừng. Tất nhiên rất nhiều anh em vẫn thích cầm Zuka đi đường vì tốc biến mà. Nhưng như đã nói, Zuka đi rừng không hề tệ đâu, mà mạnh là khác. Sát thương vẫn được đảm bảo, khả năng chủ lực tuy không gắt như đi đường xe ra có tốc biến, tuy nhiên vẫn là cơ đáng mộng với tụi xạ thủ và pháp sư. Tốc độ dọn rừng nhanh, cơ động cao, gank liên tục. Nếu bình thường nha, chúng ta cần phải tận dụng bụi cỏ để thể giấu tầm nhìn và bắt bò lạc, thì khi bạn đi rừng và kho tốc biến ấy, việc chủ động đứng bụi càng cần thiết hơn. Đôi khi Zuka còn cần phải vòng sau chứ không thể đâm một cách trực diện được. Đồng thời khi đi rừng ấy, anh em combo không được quá lớn, kiểu nhiều lúc anh em chỉ được phép là dùng chiêu hai làm choáng, sau đó sử dụng chiêu cuối và sức đam kẻ địch, chứ không thể ung dung xử lý như cách các bạn đi solo đường được. Nhưng qua các giải đấu và các trận đấu rank cao ấy, anh em thừa biết sức mạnh của Zuka khi đi rừng rồi đúng không? Đừng bao giờ coi thường vị tướng ấy nhá. Một fact thú vị cho anh em, Zuka đang làm chùm bên giải KSCI 2023 đó. Thứ hai, Ngộ Không, lại là một cái tên quá quen thuộc với anh em trong công cuộc leo rank đúng không? Có thể nói khi đi rừng và khi đi top ở đoạn đầu ấy có lối hoạt động không quá giống nhau, hay chính xác hơn là không được giống nhau. Vì khi đi đường chúng ta thể toàn tâm ôm farm, di chuyển tùy lúc trong đoạn đầu. Tuy nhiên đi rừng không chỉ farm rừng mà Ngộ Không còn cần phải di chuyển để gank, không chỉ ở những lúc chủ động tạo áp lực mà còn phải xuất hiện để giảm tải áp lực cho đồng đội cơ mà. Còn lại về lối chơi và nhiệm vụ vẫn là ẩn núp nè, rình đập và bắt chủ lực kẻ địch. Tất nhiên hiện tại Ngộ Không là một trong số ít các vị tướng di chuyển ngang sông ra mid để gank hòa núp bụi rất hiệu quả. Nên nhớ bản đồ mới này nhá, bụi bị kéo vào gần nên nếu bạn di chuyển từ sông ra mid ấy, có lính ấy lộ tầm nhìn ngay. Nhưng với Ngộ Không đơn giản thôi, căn và bấm tàng hình thoải mái, không sợ lộ. Tất nhiên gặp kẻ địch mà hack map ấy, chịu thua. Việc có tốc biến với Ngộ Không không quá quan trọng, bởi nếu bạn chơi Ngộ Không nhiều ấy, thư hiểu kiểu là combo bắt cầu rồi đúng không? Lợi dụng một cái mục tiêu ở gần để sử dụng đối tại tiếp cận, sau đó sử dụng kỹ năng để tiếp cận các vị trí ở sau, đó thể là chủ lực hoặc là vị tướng anh em muốn nhắm tới. Và điều quan trọng hơn đó chính là Ngộ Không là một vị tướng lết mà tài nguyên nhiều, được xanh sớm mà team lại ép được. Ui, khi đấy nhá, không cần phải đợi lết game đâu anh em, Ngộ Không có thể băm hành kẻ địch ngay. Đương nhiên nếu chẳng may bị kéo về những phút 15 ấy, team mình mà ăn bùa xe ra khá là bóp trong Ngộ Không nhà mình nhá. Chờ bên đội ngũ chỉnh sửa, sửa cái bùa xe ra là ok ngay. Thứ ba, Quy, đã thích đi top ấy thì lý nào lại không chơi Quy? To, ý Trạm Game nói là sát thương to, khống chế mạnh, cơ động khủng, hồi phục căng. Nhưng nếu buộc phải vào rừng thì sao nhở? Tất nhiên vẫn phải gánh team thôi. Nói không ngoa chứ, Quy là một trong con bài đi solo nói riêng và đấu sĩ nói chung thích bùa xanh bậc nhất. Mà đi rừng nha, tất nhiên bùa là của ba, thằng nào sờ vào đấm tòe mỏ ngay. Khả năng gánh bắt người của Quy không phải bàn cái nhiều. Ăn một quả hạo nhiên trưởng mà lại không có đồ giải khống chế hay là giày kim cương là sấp mặt ngay. Xác định lên bảng điểm số với cái lượng sát thương mà Quy để tạo ra trong cái thời gian ngắn, nhất là thời hiện tại có quá trời bụi, đã thế nha lại còn gần địa hình, thành ra Quy mà vào trước địch lớn ngớ đi qua ấy, là thôi rồi, công một mạng cho Quy ngay. Đã vậy nha, Quy còn là chất tướng cực mạnh ở đoạn đầu và giữa game, không hề ngại va chạm với tướng địch, nhất là ở những cái địa hình nhỏ hẹp trong khu rừng. Một chiêu cuối trúng nhiều kẻ địch end game luôn chứ đùa. Tuy nhiên vì kho tốc biến nên giai đoạn đẹp nhất và hung dữ nhất của Quy là đầu và giữa game, hay chính xác hơn là khi kẻ địch còn đứng cao, tạo điều kiện cho Quy có thể đấm kẻ địch dính tường chứ kéo về lết game nhá. Kẻ địch núp sâu trong trụ hoặc là kẻ địch đứng thông minh kèm quả giải khống chế, Quy thực sự quá khó chơi. Thành ra nếu chẳng may kéo lết ấy, Quy chủ yếu là đánh xoay quanh đồng đội thôi và không tạo ra quá nhiều áp lực cho chủ lực kẻ địch được, trừ khi kẻ địch chủ động lên cao hoặc Quy có những pha núp bụi quá hay, kiểu như là con xe ra phút 15 thay vì người khởi động là Quy nên là người núp bụi và chờ kẻ địch, và biết đâu được lại giải thính thành công, bắt được chủ lực kẻ địch thì sao? Thứ tư, Vedet. Sự đa năng của Vedet không thể bàn cái thêm. Khi mà Trạm Game xem ông bạn tổng thống Vedet chơi ấy, ui,
ghê thật đấy, vị trí nào cũng có thể chơi được, rừng, solo, trợ thủ, ui, nói chung là sót vị trí nào điền thêm vị trí đó. Thành ra nếu bạn đã quen đi solo đường xe ra ấy, mà lại chót lỡ yêu cô nàng VS thì nếu không thể đi solo đường xe ra, chúng ta hoàn toàn thể vác vào rừng, mạnh là khác. Thực tế ở hiện tại nhá, VS của Liên Quân không hề dễ chơi và sức mạnh không thực sự nổi bật so với mặt bằng chung đâu. Nếu quầy khéo và siêu dẻo với những pha quay xích cũng như là kéo đầy choáng kẻ địch với bộ kỹ năng của mình, đặc biệt là khả năng dứt điểm với chút cuối là đủ hay. Nên nhớ, VS là vị tướng cần được đánh sớm, mà đi solo đường xe ra nhá, đôi khi là khó thể di chuyển một cách hoàn hảo được. Kiểu nếu không tính toán ấy, thì việc mất trụ sớm là hoàn toàn thể xảy ra chỉ sau một cái pha mải chơi. Nhưng đi rừng, chỉ cần các bạn nắm được cái thời gian bùa của kẻ địch, việc VS kêu gọi đồng đội hay là một mình vào rừng kẻ địch cướp và cân hai là bình thường luôn. Càng hẹp, chị càng thích. Mà tốc độ dọn rừng của VS đâu phải là quá chậm. Tuy nhiên, việc không có tốc biến hay là tốc hành ấy thì anh em cần phải cân nhắc những pha bổ chiếc cuối vào giao tranh, vì lỡ chẳng may bị ao nhây hoặc là kẻ địch quá nhiều khống chế và sát thương ấy, rất khó để VS thì rút ra được. Thứ 5, Wonder Woman. Quá toàn diện cho một vị tướng có thể đi rừng, đi top để ổn nhá. Cần sát thương có sát thương, cần khống chế quá trời luôn, cần đeo bám có thể đeo bám ngay, nhưng đôi khi chúng ta cần tướng lại không có tướng. Vì sợ anh em mà mới chơi hay là mới tạo ác ấy, làm gì có tướng để mua để chơi đâu, phải đợi nhá. Thực tế Wonder, chúng ta gần đây thấy nhiều sự xuất hiện của cô nàng ở đường rừng hơn là đi solo tà thần. Tuy nhiên, nếu anh em đi solo quen rồi mà phải vào rừng nhá, cần một con bài đấu sĩ ấy, thì nếu có Wonder và từng chơi qua thì đừng ngại việc sử dụng cô nàng. Vì thực sự nếu có một cái giai đoạn đầu phát triển đầy đủ ấy, chắc chắn late game kẻ địch phải khá mệt mỏi với cô nàng đó. Nói chứ Wonder cầm tốc biến có cho là tốc biến chiếc cuối đổi hướng hay và bất ngờ lắm anh em. Tất nhiên đi rừng hoặc kể cả là không có tốc biến ấy, combo chiêu hai chiếc cuối đủ tạo áp lực lên kẻ địch. Tuy nhiên đôi khi bấm nhanh ấy, hướng chiếc cuối nó sẽ không thực sự như ý cho lắm. Cái khó nhất của Wonder ấy, đặc biệt là đi rừng chứ không phải là đi top và tốc biến. Không biết anh em nghĩ sao chứ, nhưng theo trải nghiệm game nhá, cú quất roi đó là cái điểm mấu chốt. Kiểu là có anh em sử dụng cái chiêu hai này như hack kéo kẻ địch về hoặc là tiếp cận kẻ địch và sốc đam, nhưng có những anh em kéo như đấm vào mặt đồng đội vậy. Về mẹo ấy, thật ra là có, nhưng chỉ tăng thêm một chút độ chính xác thôi. Đó là anh em đánh nội tại vào kẻ địch để game focus mục tiêu, sau đó anh em bấm auto chiêu hai ấy, tỷ lệ trúng khá cao. Và đó là vị tướng sau khi trải game khảo sát 100 anh em chuyên đi solo đường ấy, họ đã lựa chọn những vị tướng này nếu đang đi solo đường mà chẳng may bị tranh đường và phải đi rừng. Còn anh em thì sao? Nếu anh em rơi vào trường hợp này thì lựa chọn của bạn là gì? Anh em biết đó, yếu tố thuật toán ưu tiên đề xuất các video nhiều like và bình luận, nên để giúp kênh ngày càng phát triển, anh em nhấn like và bình luận ủng hộ Trải Game nhé. Hẹn gặp lại anh em ở clip lần sau vào 11 giờ và 17 giờ hàng ngày.